Mình nghĩ sao về sự chiến thắng của mentor của mình là Bùi Huỳnh Hoa? Mọi người có thể nghe thấy giọng của mình là mình hét từ đầu đến cuối, và bây giờ giọng của mình thực sự là không thể nói được nữa luôn. Nói chung là thực sự là rất hạnh phúc và cũng là rất là tự hào với mentor của mình. Và cuối cùng thì chờ Huyền chờ cho mọi người, cuối cùng chờ Huyền chờ. Chị Hoa đã làm Miss Universe Việt Nam 2023. Thì chị Hoa đã có cơ hội đi thi quốc tế rồi, thì không biết là đang tin sắp tới bạn có mong muốn là mình có sẽ được thi quốc tế như mentor của mình không? Chắc là cái niềm đam mê cũng như là về giấc mơ và beauty queen của Đan Tiên chắc chắn sẽ chưa dừng lại. Và Tiên cũng mong được rằng là sẽ được lấy vía của chị Hoa để tham gia một đấu trường quốc tế trong tương lai chẳng hạn. Ở đây thì chúng ta có cả Hoa Anh nữa. Thì như các bạn cũng đã biết là Miss Universe đã nới lỏng giới hạn đối tượng tham gia, và các bạn chuyển giới nữ cũng sẽ có thể tham gia Miss Universe. Thì không biết là cảm nhận của Hoa Anh như thế nào về sự thay đổi này của Miss Universe ạ? Thật sự đây là một tin rất là vui, vì anh đã biết là khi ở quốc tế đã chấp nhận được chuyển giới được tham gia rồi. Và tại Việt Nam thì cũng đã được công bố là đã công nhận sự hiện diện của người chuyển giới là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta đang đợi luật chuyển đổi giới tính tại Việt Nam được công bố, và anh hy vọng rằng là khi mà luật chuyển đổi giới tính tại Việt Nam được công bố thì các người chuyển giới như là anh, Đan Tiên và Phi Trung có thể thay đổi được giới tính của mình trên giấy tờ tùy thân, để chúng ta có thể là hợp pháp hóa vấn đề pháp lý, để chúng ta có thể là những người như tụi em người chuyển giới có thể tự tin bước đến với cái team Miss Universe nước Việt Nam. Còn Khiết Anh có thể chia sẻ về dự định sắp tới của mình được không? Dự định sắp tới của Khiết Anh á, thì Khiết Anh sẽ tập trung nhiều hơn vào những mảng mình học. Mình sẽ cố gắng xiết lại cân nặng cũng như là trao dồi kinh nghiệm để tương lai mình có thể tham gia các cuộc thi dành cho người chuyển giới. Vâng, cảm ơn các bạn. Cuối cùng là mình sẽ có kỳ vọng hay là một lời chúc may mắn nào cho mentor Bùi Huỳnh Hoa tại cuộc thi quốc tế sắp tới không? Thì sẽ chiến thắng một lần nữa. Vẫn là chờ cho mọi người nha, chờ cho Huyền chờ. Win now. Và mọi người hãy theo dõi và cũng như là dõi theo hành trình của mentor của chúng mình, gọi là Miss Universe Việt Nam Bùi Huỳnh Hoa tại El Salvador. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều.